Hello, Vlog và Đức Viết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Chiều ngày 11 tháng 4, câu lạc bộ MB Băng Hoàng Anh Gia Lai quay trở lại tập luyện sau khoảng thời gian 6 ngày nghỉ ngơi kể từ khi V-League khép lại từ vòng 15 để nhường chỗ cho đội tuyển U23 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng chung kết của giải U23 châu Á. Còn hơn 3 tuần nữa, câu lạc bộ MB Băng Hoàng Anh Gia Lai mới bắt đầu thi đấu ở vòng 16 của V-League. Và đó là lý do mà ban huấn luyện của đội bóng đang lên kế hoạch để bay vào thành phố Hồ Chí Minh tập huấn. Mở nhãn chai ngay, tinh hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng. Cũng giống như là nhiều đội bóng khác chính thức hội quân từ ngày hôm nay, 11 tháng 4 thì Hoàng Anh Gia Lai họ cũng tranh thủ để bắt đầu tập thể lực, chuẩn bị cho cái giai đoạn khó khăn tiếp theo ở tháng 5. Với mật độ là 6 trận đấu diễn ra trong tháng 5, có thể nói là các học trò của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ phải di chuyển liên tục và thi đấu với mật độ trung bình khoảng 3 cho đến 4 ngày một trận đấu. Nhiều đội bóng khác cũng đã lên tiếng về lịch thi đấu có thể nói là vô cùng phản khoa học và ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự chuẩn bị của tất cả các câu lạc bộ. Đặc biệt là về mặt con người cũng như là về tài chính, chắc chắn là các câu lạc bộ sẽ chịu một cái khoản chi phí di chuyển rất lớn, cũng như là lực lượng hoàn toàn có thể phải đối mặt với những chấn thương có thể xảy ra trong quá trình các đội bóng họ chuẩn bị, cũng như là khi họ đang thi đấu với cái mật độ thi đấu dày đặc như vậy. Theo như dự tính của ban lãnh đạo câu lạc bộ LB Băng Hoàng Anh Gia Lai, thì nếu như không có gì thay đổi, đội bóng sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và sau đó sẽ có các trận đấu giao hữu tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại Bà Rịa Vũng Tàu trong cái quá trình tập huấn kéo dài khoảng 10 ngày. Tương tự như vậy thì câu lạc bộ Công an Hà Nội dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kati Sắc cũng sẽ có chuyến du đấu và tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dự kiến là đội bóng ngành công an sẽ có trận đấu giao hữu với đội Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 19 tháng 4 tới. Và hy vọng là Vlog Ngoài Đường Pit cũng sẽ kịp có mặt để tác nghiệp những cái trận đấu giao hữu như vậy để mang đến cho quý khán giả thêm nhiều thông tin đa chiều về sự chuẩn bị của các câu lạc bộ ở khu vực phía Nam hướng tới giai đoạn tiếp theo của V-League bắt đầu từ vòng 16 và sẽ khép lại vào đầu tháng 6 với vòng 22. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ MB Băng Hoàng Anh Gia Lai họ chủ yếu là chỉ chơi bóng ma, chơi bóng chuyền và chạy phục hồi để mà chuẩn bị cho giai đoạn tập thể lực tiếp theo. Có thể nói là về vấn đề thể lực luôn là một vấn đề mà huấn luyện viên Vũ Tiến Thành quan tâm và muốn đội bóng trang bị thật tốt để hướng tới giai đoạn có thể nói là vô cùng khốc liệt sắp diễn ra vào tháng 5 tới đây. Lúc này đây, LB Băng Hoàng Anh Gia Lai đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Bây giờ thì Vlog Ngoài Đường Pit xin mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tập luyện của các học trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vào chiều ngày 11 tháng 4. Qua bên kia cũng gì nhưng mà để nè, để nó chạy tới là nó phải ngã vậy nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngay tin hay mỗi tuần scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn dễ chơi dễ trúng.